Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả mọi người thì bên cơ sở kinh doanh của Quỳnh Phạm lại về khá chi là nhiều cái mẫu keo chuyên dụng để cho anh em chúng ta đi săn bẫy chim cò. Đối với sản phẩm này thì đây là hai cái mẫu keo em sẽ tổng hợp ở đây và bây giờ sẽ đi khui từng chiếc thùng này ra cho tất cả mọi người xem. Đó, và đầu tiên đó chính là cái màu keo như này. Màu keo này là keo cò chuyên dụng để đánh keo cò. Đối với sản phẩm keo bên nhà em toàn bộ là hàng keo VIP rồi luôn. Tại sao em lại nói thế? Tại vì hàng này của nó thứ nhất là độ chịu nhiệt rất là cao, nó không chảy. Đó, và đánh thì hiệu quả kinh tế rất là cao nha anh em nhá. Đây là mẫu keo đầu tiên là mẫu keo màu xanh lá như này. Khi các bác quấn lên trên cây của nó ngụy trang khá chi là tốt. Đó, anh em cắm ở những cái vựa lúa, cắm những cái bò ấy thì màu của nó màu xanh ngụy trang khá chi là tốt và độ hiệu quả kinh tế rất là cao đối với sản phẩm này. Hàng này thì em bán rất chi là chạy này các bác này. Và bên cạnh nữa đó chính là cái mẫu keo trong. Đó, nhiều anh em mua hàng thì anh em đó, anh em thích màu nào thì bên em đều có cả keo màu trong như này. Đấy, anh em quan sát thật kỹ giúp em này. Đó, anh em nhìn kỹ màu keo này. Hàng này toàn bộ hàng keo VIP rồi hết nhá. Đối với sản phẩm này thì em nói luôn này, hàng này là hàng keo loại 1 luôn. Trên thị trường có 2-3 loại keo, anh em mua hàng thì anh em lưu ý. Có loại keo hơn 100.000, hơn 200.000. Đó, thì các bác mua hàng nói chung tiền đến đâu thì chất liệu nữa đấy các bác nhá. Đối với sản phẩm keo này anh em đánh này, đánh thì thứ nhất là độ chịu nhiệt cao, thứ hai là nó không bị chảy. Anh em quấn mà thì hiệu quả kinh tế khá chi là cao. Đây các bác có thể quan sát kỹ ở đây này, màu keo của nó này. Khi cái keo trong này anh em, nhiều khi anh em cứ bảo là em ơi có keo màu vàng hoặc màu nâu không, thì em xin nói luôn, khi cái keo cò này anh em mà chúng ta là người ta đong ra những cái hộp ấy, người ta để trong thời gian lâu thì nó sẽ bị ngả màu. Đó, sang cái màu vàng vàng nâu nâu thì nó bị ngả màu, chứ thực ra màu chuẩn của nó là cái màu trắng như này, trắng trong như này. Anh em nhìn kỹ giúp em nhá, có màu xanh xanh như này là hàng keo chuẩn loại 1 luôn. Đây các bác nhìn kỹ chất lượng keo này rất là dai luôn. Đó, các bác nhìn kỹ keo này. Cái keo này thì cực kỳ là dai luôn. Đây các bác nhìn này. Khi anh em quấn lên cây lên xào ấy các bác. Đó, thì cái độ chịu nhiệt của nó rất là cao, nó không bị chảy đấy. Các bác nhìn keo rất là dai lên, nhìn chất lượng keo là biết à. Đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, ví dụ chân con chim này. Đó, nhìn chất lượng keo là biết à. Hàng này thì đảm bảo cho anh em đi đánh luôn, các bác yên tâm nhá. Hai cái mẫu keo cò này bên nhà em toàn bộ là hàng tuyển hết các bác ạ, toàn bộ hàng loại hết, cho nên các bác yên tâm về chất lượng, không phải lo lắng gì đâu. Hàng này thì bao anh em đánh luôn, đánh hiệu quả kinh tế rất là cao. Nếu không cao, không chất lượng, quay đây giả lại tiền hàng cho em giả lại các bác tiền được chưa ạ? Đó, ngoài mẫu keo cò này ra thì bên em đầy đủ các loại keo khác, ví dụ keo đánh chim sẻ, chuẩn bị vào mùa sẻ rồi, bên em cũng thợ vừa mới sang nấu xong rất nhiều là chim keo chim để phục vụ các bác chung săn bẫy chim sẻ. Ví dụ là hàng keo xám, keo trắng em đều có. Đây các bác nhìn này. Đó, hàng rất là chất lượng anh em nhá. Đó, keo xịn sò hay không, kéo lên nó phải dai keo như này. Đó, kéo lên nó phải dai keo, nó không bị đứt keo này mới là keo chuẩn này. Còn keo mà kéo lên đứt phần phật thì đương nhiên là đánh nắng thì độ chảy rất là cao. Đấy anh em nhìn kỹ giúp em này. Đó, các bác nhìn thấy keo rất là dai nhá. Đó, hàng này thì các bác nhận hàng kiểm tra hàng giúp em. Đấy, em có hai màu keo chuyên dụng để anh em chúng ta đi đánh cò. Đó là keo màu trắng trong và keo màu xanh lá ngụy trang này. Các bác cần mẫu nào thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp với Quỳnh Phạm nhá. Em sẽ tư vấn và gửi lại mẫu cho tất cả mọi người xem. Ngoài sản phẩm này ra thì bên em rất nhiều sản phẩm khác nữa liên quan đến phụ kiện sân bẫy, loa đài âm ly đầy đủ phục vụ anh em. Các bác nào xem video thấy hay có thể ấn vào chữ đăng ký kênh ủng hộ cho em và ấn vào chiếc chuông để theo dõi những video hàng ngày lên sóng cho mọi người nhá. Cảm ơn cả mọi người đã xem video của em. Chúc tất cả anh em chúng ta xem video vui vẻ, chúc các bác đam mê và thành công nữa. Xin chào toàn thể anh em, hẹn các bác video lần sau nhá.